Lee Kang-in gặp riêng xin lỗi, Son Heung-min tuyên bố chăm sóc đặc biệt đàn em. Lee Kang-in gặp riêng Son Heung-min để xin lỗi đàn anh sau vụ bê bối ở đội tuyển Hàn Quốc trong thời gian dự ASEAN Cup 2023. Sáng nay ngày 21 tháng 2, Lee Kang-in đăng lên tài khoản Instagram cá nhân bức thư xin lỗi thứ hai về vụ xô xát giữa anh và Son Heung-min khi đội tuyển Hàn Quốc dự ASEAN Cup 2023. Tiền đạo của Paris Saint-Germain cho biết anh đã đến gặp riêng Son Heung-min tại London để xin lỗi, đồng thời cảm ơn đàn anh đã chào đón và chấp nhận mình. Lee Kang-in thừa nhận suy nghĩ nông cạn và hành động bồng bột, gây ra sự thất vọng cho đội tuyển Hàn Quốc và người hâm mộ. Tôi đã làm điều không bao giờ nên làm trong bữa tối hôm đó. Tôi rất hối hận vì điều này. Tôn trọng và gắn kết với tập thể là điều quan trọng nhất, nhưng tôi còn thiếu rất nhiều, Lee Kang-in viết. Sau đó khoảng 1 giờ, Son Heung-min cũng chia sẻ về vấn đề này trên mạng xã hội. Đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc thừa nhận bản thân anh cũng có lỗi khi không hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt các đồng đội. Ngôi sao khoác áo Tottenham xin các cổ động viên xứ Kim Chi tha thứ cho mình cũng như Lee Kang-in. Với tư cách là đội trưởng, tôi chân thành xin lỗi, Son Heung-min viết. Tiền đạo 31 tuổi tin rằng sai lầm lần này là bài học để Lee Kang-in trưởng thành hơn trong tương lai và chính Son Heung-min cùng các đồng đội lớn tuổi phải có trách nhiệm giúp đỡ đàn em học hỏi. Son Heung-min chia sẻ, Kang-in đã chân thành suy ngẫm về hành động của cậu ấy và gửi lời xin lỗi đến tất cả các thành viên của đội tuyển Hàn Quốc, trong đó có tôi. Khi còn trẻ, tôi cũng mắc nhiều sai lầm và có hành vi xấu, nhưng tôi tin rằng mình có thể đứng ở đây hôm nay nhờ những lời chỉ bảo, khuyên nhủ từ đàn anh. Để ngăn Kang-in làm những chuyện tương tự lần nữa, tất cả các cầu thủ, tôi với tư cách là đàn anh và đội trưởng, sẽ chăm sóc đặc biệt để cậu ấy trưởng thành hơn. Tôi cũng không làm tốt nhiệm vụ của mình. Đó là hành động có thể bị chỉ trích. Tuy nhiên, tôi tin rằng một trong những nhiệm vụ của đội trưởng là làm vì tập thể kể cả khi việc đó gây khó chịu cho cá nhân. Nếu rơi vào tình huống tương tự lần nữa, tôi vẫn hành động vì lợi ích của đội bóng nhưng sẽ cố gắng để dẫn dắt các đồng đội một cách sáng suốt hơn. Kang-in đang trải qua khoảng thời gian rất khó khăn sau vụ việc này. Xin hãy rộng lượng tha thứ cho chúng tôi. Đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc cũng bác bỏ những tin đồn về sự chia rẽ trong nội bộ đội bóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.